Mình xin được gửi đến các bạn bản kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép tay của mình. Họ tên Trịnh Thị Vân Như, người chép, pháp danh Diệu Huyền. Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm Tuy Mạng Lễ. Nguyện Hương. Bài Văn Phát Nguyện. Bài kệ khai kinh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyền Thượng. Phẩm thứ nhất, thần thông trên chum trời đao lợi, Phật hiện thần thông. 1. 2. Trời rồng hội họp. 3. Đức Phật phát khởi. 4. Chuẩn giả từ phát nguyện. 5. Bà La Môn nữ cứu mẹ. 1. Sang phẩm 2. Phân thân tập hội, hóa thân cùng quyến thuộc. 1. 2. Đức Như Lai an ủi ủy thác. 2. Sang phẩm 3. Quán chúng sanh nghiệp duyên. 1. Phật mẫu thưa hỏi. 2. Bồ Tát lược thuật. 3. Sang phẩm 4. Nghiệp cảm của chúng sanh. 1. Bồ Tát Vâng Chỉ. 2. Định Tự Tại Vương Bạch Hỏi. 3. Ông Vua Nước Lân Cận. 4. Quang Mục Cứu Mẹ. 5. Tứ Thiên Vương hỏi Phật. 6. Phương tiện giáo hóa. 7. Địa Tạng Bổn Nguyện Quyền Thượng hết. Sang quyển chung, phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. 1. Phổ Hiền hỏi. 2. Danh hiệu của địa ngục. 3. Tội báo trong địa ngục. Phẩm thứ 6. Như Lai tán thán. 1. Phật phóng quan dặn bảo. 2. Phổ Quảng thưa thỉnh. 3. Phật dạy sự lợi ích. 4. Hỏi nữ thân. 5. Thân xinh đẹp. 6. Quỷ thần hộ vệ. 7. Khinh chê mắc tội. 8. Tiêu diệt tội chướng. 9. Siêu độ vong linh. 10. Khỏi nô lệ. 11. Sinh con dễ nuôi. 12. Ngày thập trai tụng kinh được phước. 13. Danh hiệu của kinh. Sang phẩm 7. Lợi ích cả kẻ còn người mất. 1. Thuyên tu thánh đạo. 2. Trưởng già bạch hỏi. 3. Kẻ còn người mất đều được lợi. 7. Sang phẩm 8.
Các vua Diêm La khen ngợi: một, Diêm La Vương cùng Kỷ Vương Vân Tập. Hai, vua Diêm La bạch Phật. Ba, Phật giảng sở nhân. Bốn, Quỷ Vương bày thiện nguyện. Năm, chủ mạng trình thưa. Sáu, khi sinh nở nên làm lành kiêng ác. Bảy, lúc chết nên tu phước. Tám, Đức Phật căn dặn. Chín, Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển chung hết. Sang quyển hạ. Phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm 11, Địa Thần Hộ Pháp. Phẩm 12, Thế Nghe Được Lợi Ích. 1, Đức Phật Phóng Quang Tuyên Cáo. 2, Quán Thế Âm Cầu Thỉnh. 3, Đức Phật Tán Thán Lời Hứa Khả. 4, Thế Nghe Thêm Phước Trời. 5, Nhảy Bậy Được Lợi. 6, Tiên Vong Được Phước. 7, Nguyện Lớn Sớm Thành. 8, Được Trí Huệ. 9, Tai Nạn Tiêu Trừ. 10, Khỏi Hiểm Nguy. 13, dặn dò cứu độ nhân thiên. 1, Đức Phật giao phó. 2, Bồ Tát tuân chỉ. 3, hư không tạm bạch hỏi. 4, 28 điều lợi. 5, 7 điều lợi. 6, Đại Hội Tán Thán. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ hết. Phục nguyện. Tam tự quy y. Và phần cuối cùng là mình chép: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho đến hết quyển. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện bản chép tay của Trịnh Thị Vân Như đã hết. Ha ha ha, Bổn Sắc Mô Đi So Ha.